Phe Hezbollah cho biết 4 chiến binh của họ đã thiệt mạng ở miền nam Lebanon. Nhóm Hezbollah ủng hộ Iran của Lebanon cho biết trên tài khoản Telegram của mình vào thứ Ba rằng 4 chiến binh của nhóm đã thiệt mạng ở miền nam Lebanon. Các nguồn tin an ninh cho biết 3 người đầu tiên đã bị giết trong một cuộc tấn công của Israel vào hai căn cứ ở làng Kafkila của Lebanon gần biên giới, nơi Hezbollah duy trì kiểm soát an ninh. Phe Hezbollah, đồng minh của nhóm Hồi giáo Palestine Hamas, đã liên tục tấn công Israel trên biên giới phía nam Lebanon kể từ khi xảy ra cuộc chiến giữa Israel và Hamas tại Gaza vào đầu tháng 10. Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công một loạt mục tiêu ở Lebanon, bao gồm các cơ sở quân sự nơi mà Hezbollah hoạt động. Trong khi đó, thì việc trả tự do cho một công dân Tây Ban Nha đã bắt giữ tại Iran là một bước nhân đạo. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Iran là Nasser Kanani nói rằng tại cuộc họp báo hôm thứ Ba, việc trả tự do cho một công dân Tây Ban Nha bị bắt giữ tại Iran là một bước nhân đạo. Hãng tin SNN cho biết thì ông Santiago Sanchez đã được bàn giao cho các quan chức tòa đại sứ Tây Ban Nha tại Iran và sẽ sớm rời khỏi Tehran đến thủ đô Madrid. Trong một tuyên bố đăng trên truyền thông xã hội X, tòa đại sứ Iran tại Madrid cũng cho biết thì ông Sanchez đã được trả tự do. Ông Santiago Sanchez, người hâm mộ túc cầu, được báo cáo mất tích bởi Bộ Ngoại giao Tây Ban Nha vào tháng 10 năm 2022 sau khi du lịch đến Qatar để tham dự World Cup. Bản tin Á Châu nối tiếp cho biết toàn bộ hành khách và phi hành đoàn đã thoát khỏi đám cháy trên máy bay Japan Airlines sau vụ va chạm ở phi trường Tokyo. Tất cả 379 hành khách và phi hành đoàn trên một phi cơ của Japan Airlines đã thoát khỏi đám cháy sau khi va chạm với một máy bay của Coast Guard ở phi trường Hadina ở Tokyo vào thứ Ba ngày 2 tháng Giêng. Nhưng các phương tiện truyền thông địa phương cho biết hầu hết phi hành đoàn của máy bay của Coast Guard đã thiệt mạng. Coast Guard cho biết máy bay bị va chạm là một trong những máy bay của họ đang trên đường đi tới phi trường Niigata ở bờ Tây của Nhật Bản nhằm cung cấp viện trợ cho những người bị ảnh hưởng bởi trận động đất mạnh xảy ra vào ngày đầu năm, khiến ít nhất 48 người thiệt mạng. Thưa quý vị, thì chính quyền của Biden yêu cầu tối cao pháp viện cho phép biên phòng cắt rào kẽm gai ở biên giới Texas. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden hôm thứ Ba ngày 2 tháng Giêng yêu cầu tối cao pháp viện cho phép nhân viên biên phòng Hoa Kỳ cắt hoặc là dời rào kẽm gai mà Texas dựng ở biên giới Hoa Kỳ và Mexico nhằm chặn di dân bất hợp pháp. Trong đơn yêu cầu nộp lên tòa án tối cao pháp viện, thì bà Elizabeth Brekloga, tổng thanh tra chính phủ, cho hay theo luật liên bang, nhân viên biên phòng có quyền tới đất tư nhân ở biên giới và Texas không có cơ sở để ngăn chặn họ làm nhiệm vụ. Chính quyền Tổng thống Biden cho biết thì do có hàng rào kẽm gai, nhân viên biên phòng không tới được những di dân đã vượt biên giới vô Hoa Kỳ. Vụ này nổi lên khi chính quyền của Greg Abbott, thống đốc của tiểu bang Texas, dựng rào kẽm gai gần với dòng sông Rio Grande của Eagle Pass, Texas, trong chiến dịch ngăn chặn di dân bất hợp pháp. Hoa Kỳ mở lại các cửa khẩu biên giới với Mexico. Cơ quan Hải quan và Biên phòng Hoa Kỳ CBP cho biết sẽ mở trở lại 4 cửa khẩu biên giới vào Mexico ngày 4 tháng Giêng sắp tới nhằm giải tỏa áp lực, thiếu hụt nhân lực và trong bối cảnh làn sóng di cư bất hợp pháp có xu hướng giảm dần. Trong thông báo ngày 2 tháng Giêng, CBP nêu rõ sẽ nối lại hoạt động một cây cầu quốc tế ở Eagle Pass, hai cửa khẩu ở bang Arizona và một cửa khẩu gần San Diego. Tuy nhiên, cơ quan này cũng nhấn mạnh sẽ tiếp tục ưu tiên bảo vệ an ninh biên giới trong trường hợp cần thiết. Vào tháng 12/2023, giới chức biên phòng Hoa Kỳ đã gặp khó khăn trong việc xử lý số lượng người di cư bị bắt giữ, có thời điểm chạm mức kỷ lục gần 11.000 người cho một ngày. Hiệu trưởng của trường Harvard từ chức sau những tranh cãi về nạn diệt chủng người Do Thái. Hôm qua, ngày 2/1/2024, hiệu trưởng trường đại học Harvard là bà Claudine Gay đã thông báo từ chức sau những cáo buộc đạo văn và câu trả lời gây nhiều tranh cãi về tư tưởng bài Do Thái trong một trường đại học. 54 tuổi, nữ giảng viên môn khoa học chính trị đã giữ chức hiệu trưởng trường Harvard từ tháng 7 năm ngoái, đánh dấu lần đầu tiên một người phụ nữ da màu giữ cương vị này sau gần 390 năm thành lập trường. Việc từ chức diễn ra chưa đầy một tháng sau phiên điều trần của hiệu trưởng Harvard trước một tiểu bang nghị viện của Hoa Kỳ. Trước đó, vào ngày 5/12/2023, khi được hỏi liệu lời kêu gọi diệt chủng người Do Thái có cấu thành hành vi vi phạm quy định của trường học hay không, bà Claudine Gay đã trả lời, điều này còn tùy thuộc vào hoàn cảnh.